Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 11 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức tháo gỡ và xử lý an toàn một quả bom do người dân địa phương tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền phát hiện. Năm nay, với hai đợt nghỉ lễ gần nhau là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày và 5 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, nhu cầu đi du lịch đã tăng lên 20% so với năm ngoái. Cùng tìm hiểu những kỹ sư tương lai của khoa cơ khí Trường học Nông lâm Đại học Huế đang rủ rạo chuẩn bị cho mình những hành trang gì trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn. Dự và làm việc với đoàn công tác có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cả Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của địa phương. Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định, thời gian qua, toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu để thực hiện có hiệu quả 4 định hướng lớn trong cương lĩnh 2011, đó là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động văn hóa được đẩy mạnh theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa lớn đặc sắc của cả nước, hướng đến đô thị di sản văn hóa sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường, thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể vẫn chưa giữ vai trò chủ đạo và trở thành nền tảng vững chắc trong phát triển kinh tế của địa phương. Hoạt động hiệu quả chưa cao. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển về số lượng nhưng chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Việc phát huy lợi thế của vùng đất văn hiến, văn hóa Huế để phát triển du lịch, dịch vụ còn yếu. Công tác huy động nguồn lực để trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản, di tích còn hạn chế. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề như Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quy định mới để triển khai đồng bộ trong cả nước về nghị quyết Trung ương 6. Cần có thông báo chỉ tiêu biên chế hàng năm cụ thể cho địa phương, đơn vị để thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc, Hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý đơn vị hành chính cả cấp. Đề nghị Bộ Chính trị cần sớm ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh qua 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Ông Trần Cẩm Tú cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh trên các lĩnh vực, gợi mở những vấn đề toàn tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo tiểu ban văn kiện Đại hội 13. Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác sẽ đi khảo sát tại thị xã Hương Thủy để đánh giá thêm về quá trình thực hiện nghị quyết của tỉnh trong thời gian qua. Huyện ủy Phú Vang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện đã được quán triệt và triển khai một số nội dung về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra giám sát công tác cán bộ và chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là những chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành. Huyện ủy Phú Vang yêu cầu cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương. Từ đó tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội, sớm đưa chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Ngày 10 tháng 4, trong khi đi Lâm Đồng, người dân thôn Phú Lộc, xã Phong Chương, huyện Phong Điền phát hiện thấy một quả bom và báo với các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử lực lượng công binh xuống địa phương tổ chức tháo gỡ và xử lý an toàn quả bom.
Quả bom được phát hiện nằm sát mé bờ sông thuộc cánh đồng lúa của nhân dân thôn Phú Lộc, xã Phong Dương, huyện Phong Điền. Mặc dù quả bom nằm ở vị trí khó thu gom, khó vận chuyển, nhưng bằng kinh nghiệm, sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ và dùng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền đã di chuyển quả bom lên bờ an toàn và đưa đến vị trí hủy nổ. Được biết, quả bom còn sót lại là do quân đội Mỹ ném xuống địa phương trong những năm chiến tranh. Quả bom có kích thước dài 1,5m, đường kính 40cm, được xác định là loại bom phá 750 bảng Anh, trọng lượng tương đương 350kg. Đây là loại bom phá rất nguy hiểm, có sức công phá lớn và bán kính sát thương rộng. Sau khi thu gom, quả bom đã được lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa đến bãi nổ và tổ chức kích nổ đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước là một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả đã và đang diễn ra trên một chặng hành trình dài của lực lượng chiến sĩ đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trong thực hiện sứ mệnh của mình. Các chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn gian khổ. Họ ra đi với một tâm nguyện là tìm bằng được các liệt sĩ, các đồng đội của mình để đưa các anh trở về với Tổ quốc thân yêu. Đây là khu vực tìm kiếm cất bốc mộ liệt sĩ tại bản Tà Leo của huyện Sa La Van thuộc tỉnh Sa La Van. Theo thông tin của người dân nơi đây cho biết, thì vị trí này có 7 ngôi mộ của bộ đội Việt Nam được chôn cất vào năm 1974. Tuy vậy, đến nay, địa hình, vật chuẩn đã thay đổi nhiều. Công tác tìm kiếm của đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn, nhưng những chiến sĩ vẫn không nản lòng. Tất cả cùng quyết tâm, cho dù chỉ còn một nguồn tin, một niềm hy vọng, vẫn tiếp tục tìm kiếm, để mong sao sớm đưa các anh trở về với đất mẹ, với Tổ quốc thân yêu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cũng gặp một số cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất đó là một là thời tiết ở Lào thì rất chi là nắng nóng, thời tiết khắc nghiệt. Nhưng chúng tôi cũng cố gắng động viên để vượt qua mọi khó khăn. Thứ hai nữa là địa hình thì rừng núi là nhiều. Một cái vấn đề nữa đó là cái khó khăn là cái phong tục tập quán cũng như là cái tiếng Lào thì cũng đang có một số anh em còn hạn chế, cho nên là cái phong tục tập quán cũng như là cái ngôn ngữ thì nó bất đồng. Mặc dù là một cái khó khăn như thế, nhưng anh em chúng tôi cũng xác định tốt cái nhiệm vụ và cái tinh thần trách nhiệm để đưa các bác là con nằm lại ở đất nước bạn Lào thì cũng cố gắng để đưa bác về. 800 bản làng của hai tỉnh Sa La Van và Sê Công là những vị trí địa điểm mà các cán bộ chiến sĩ đội 192 đã tổ chức tìm kiếm suốt những năm qua. Đây có thể xem là những địa danh khốc liệt của chiến trường xưa, vì vậy công việc của các anh hết sức khó khăn và nguy hiểm. Đó là những chặng đường dài phải hành quân bộ hàng mấy chục cây số trong rừng, đèo cao, suối sâu, vực thẳm. Trên vai còn mang những chiếc ba lô nặng từ 25 đến 30kg. Tuy khó khăn vất vả là vậy, nhưng khi nghĩ đến những đồng đội của mình đã hy sinh mà vẫn còn đang nằm lại đâu đó, cùng với sự chờ ngóng của những người thân, cả cán bộ chiến sĩ đội 192 lại tiếp tục cuộc hành trình. Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm hai cốt liệt sĩ, trước hết cấp ủy chỉ huy đã ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức thực hiện phân công phân từng mũi từng hướng và tổ chức tìm kiếm và khảo sát hai cốt liệt sĩ. Thì trong mùa khô thì đội đã tổ chức ra 4 mũi, ba mũi đã tổ chức tìm kiếm và một mũi là chuyên khảo sát về tìm kiếm hai cốt liệt sĩ. Trong quá trình tìm kiếm thì các tổ đã phân ra các mũi, các tổ để phối hợp với bà con dân bản và chính quyền nhân dân địa phương để tìm kiếm là hai cốt liệt sĩ và thu thập các cái thông tin, xử lý các cái thông tin để đạt được hiệu quả cao nhất trong cất bốc và tìm kiếm hai cốt liệt sĩ. Những bữa ăn ở rừng như thế này cũng đã trở thành những hình ảnh thường xuyên và quen thuộc đối với từng cán bộ chiến sĩ đội 192. Với đặc thù của đơn vị là thường xuyên phải hành quân làm nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau mà chủ yếu là ăn ở lại trong rừng núi dài ngày. Do đó, để đảm bảo bữa ăn cho đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là trong điều kiện trời mưa gió, đã có lúc đơn vị phải ăn cháo qua ngày. Trong quá trình hành quân làm nhiệm vụ thì bộ cần hậu cần phục vụ hậu cần thì rất chi là khó khăn vì điều kiện là ở rừng núi, thời tiết thì khắc nghiệt. Thế cho nên công tác đảm bảo hậu cần thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về nước,
nguồn nước thì rất là khan hiếm, cho nên anh em cũng đã chủ động là từ mang nước, lấy nước ở các nơi khác để mang vào những cái vùng sâu xa để có điều kiện đảm bảo cơm chín nước thôi cho anh em. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì điều kiện khó khăn là cái thứ hai là cái lương thực thực phẩm thì đa số là chúng tôi là mua ăn dài ngày, cơ bản là những chỗ sâu xa thì cơ bản là dùng đồ hộp và cá khô. Đã có hơn 800 hài cốt liệt sĩ được đơn vị tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước, nhưng vẫn còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ đang nằm lại trên đất nước bạn Lào. Nhiệm vụ của các anh trong thời gian tới sẽ còn nặng nề hơn, cũng sẽ khó khăn và vất vả hơn. Nhưng với bản chất kiên cường của người cán bộ chiến sĩ đội 192, luôn vững chắc niềm tin hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao. Đó cũng chính là nghĩa tình đồng đội dành cho những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 402 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2019. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và đầu mối giao thông lớn. Đồng thời tăng cường lực lượng công an đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh tình hình giao thông trong dịp nghỉ lễ. Các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trước 15 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Du lịch trong các dịp nghỉ lễ đã dần trở thành thói quen của người dân các thành phố lớn những năm trở lại đây. Năm nay, với hai đợt nghỉ lễ gần nhau là dịp Dỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày và 5 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, nhu cầu đi du lịch đã tăng trên 20% so với năm ngoái. Ghi nhận thực tế tại nhiều đơn vị lữ hành, dịp nghỉ lễ sắp tới các chung tour ngắn ngày với lịch trình từ 3 đến 5 ngày thu hút đông khách đăng ký. Với các hành trình nội địa, du khách thường lựa chọn tour du lịch biển đảo, du lịch các địa điểm mới nổi. Đây cũng là thời gian thuận lợi dành cho du khách vì nhiều địa phương tập trung tổ chức sự kiện lễ hội chào đón mùa hè như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hạ Long. Tôi thì năm nào cũng đi du lịch, mùa hè thì đi xa, còn lại những cái dịp nghỉ lễ thì cũng cùng gia đình đi những cái cảnh đẹp của đất nước để khám phá thêm. Theo đánh giá của các đơn vị du lịch, do thời gian nghỉ lễ kéo dài lại cân với mùa hè nên lượng khách tour năm nay tăng trên 20% so với năm trước. Tuy nhiên, giá tour bán ra không chênh lệch nhiều so với ngày thường. Tính đến thời điểm này, hầu hết các tour du lịch trong nước đều đã kín chỗ. Các đơn vị lữ hành cũng chỉ nhận các tour nước ngoài gần miễn phí visa. Ở Tây Nguyên mình cũng bây giờ cũng rất là chú trọng về làm du lịch và hạ tầng cũng rất là tốt. Thì công ty cũng đưa ra những cái sản phẩm đấy cho khách hàng tham khảo, không những đi biển, có thể chúng ta đi những cái vùng đồi núi của chúng ta, phong cảnh cũng rất là đẹp. Đó thì những cái đấy là công ty đang chú trọng trong cái đợt 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này cũng như cái Dỗ Tổ Hùng Vương này. Giá đi nước ngoài nhất là châu Á thì giá tương đối tốt, tương đối giảm, thế cho nên là khách cũng có nhiều lựa chọn. Ví dụ như là Trung Quốc có thêm một số sản phẩm, ví dụ như là Đài Loan thì giá vẫn giữ được rất rẻ, Hàn Quốc nếu không có thời điểm thì giá cũng rất là tốt. Đối với các điểm du lịch trong nước vào các đợt nghỉ lễ thường xảy ra quá tải, vì vậy Tổng cục Du lịch cũng khuyến cáo du khách không đi theo tour, chủ động tìm kiếm thông tin, đặt trước các dịch vụ ăn nghỉ để tránh bị nâng giá, ép giá. Đối với là các cơ sở lưu trú thì chúng tôi cũng yêu cầu là chấn chỉnh lại toàn bộ những cái hoạt động của các cơ sở lưu trú, rồi là sắp xếp thuận lợi cũng như đảm bảo chất lượng dịch vụ và không là có cái tăng giá vé và cái giá phòng nghỉ để rồi là từ đó là đảm bảo cái yêu cầu phục vụ chất lượng cho khách du lịch. Đối với các doanh nghiệp lữ hành thì chúng tôi cũng là yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành phải tổ chức tour tuyến làm sao cho nó khoa học. Bên cạnh đó, mỗi du khách cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh tại các điểm du lịch để có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ.
Theo vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước, đến 25 tháng 3, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 2,23% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng khoảng 25% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Riêng đối với lĩnh vực lúa gạo, để kịp thời hỗ trợ tiêu thụ lúa vụ đông xuân năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, các ngân hàng thương mại tập trung nguồn vốn giải ngân đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu vốn của doanh nghiệp, thương nhân để thu mua thóc, gạo cho người dân. Riêng các ngân hàng thương mại nhà nước tiêm phong hạ lãi suất cho vay ngắn hạn xuống còn 6% một năm để hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua lúa gạo. Đặc biệt từ tháng 2, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh đang có dịch nắm sát tình hình cho vay đối với ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn và dư nợ bị thiệt hại để kịp thời thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay. Tại huyện A Lưới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện A Lưới tổ chức khai giảng lớp dạy tiếng dân tộc cho 17 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại 4 đồn biên phòng thuộc tuyến biên giới Việt-Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được bồi dưỡng rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết chữ Pa Co Tà Ôi với hai phần nội dung chính: hệ thống cấu trúc ngôn ngữ tiếng Pa Co Tà Ôi, hệ thống nội dung các bài hội thoại theo chủ đề. Trong quá trình học, các học viên sẽ được đi thực tế, hội thoại trực tiếp với người dân. Kết thúc khóa học, ban tổ chức lớp học sẽ tiến hành kiểm tra và cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu trở lên. Lớp học sẽ bổ sung trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng Pa Co Tà Ôi cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại 4 đồn biên phòng thuộc tuyến biên giới Việt-Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, kỹ năng, năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng thị trấn lòng dân vững chắc, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh. Phần cuối chương trình thời sự, mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu những kỹ sư tương lai của khoa cơ khí Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế đang rục rạo chuẩn bị cho mình những hành trang gì trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và công ty cổ phần thực phẩm CG Cầu Tre là hai doanh nghiệp có mối quan hệ hợp tác gắn bó với khoa cơ khí công nghệ trong một thời gian dài. Đây cũng là hai doanh nghiệp hàng năm đã phối hợp đào tạo và tuyển dụng hàng trăm kỹ sư cho Trường Đại học Nông Lâm Huế, trong đó khoa cơ khí công nghệ chiếm từ 80 đến 100 kỹ sư. Sinh viên khoa cơ khí công nghệ đã đáp ứng những yêu cầu cơ bản ban đầu của các doanh nghiệp đề ra trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Thiết kế những chương trình liên kết tạo điều kiện cho các em sinh viên đến thực tập, tham quan và học hỏi những tác phong công nghiệp, tìm hiểu những cái quy trình công nghệ chế biến mới, và từ đó các em có những cái định hướng dễ dàng trong cái việc mà khi ra trường. Dù của sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm Huế làm tại công ty bây giờ, các anh chị đó cũng lên cái chức vụ lãnh đạo cấp cao dữ lắm. Mình không phải chỉ có tiến người giỏi, mình phải có người có tấm lòng, phải có người có đạo đức nữa. Khoa cơ khí công nghệ Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế với 20 năm hình thành và phát triển đã đào tạo được gần 5.000 kỹ sư, gần 200 thạc sĩ về kỹ thuật công nghệ thuộc 6 chuyên ngành đào tạo khác nhau. Số lượng sinh viên đang đào tạo của khoa vào khoảng 1.600 sinh viên. Đây cũng là khoa có các ngành đào tạo gắn với nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay như công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Tỷ lệ sinh viên của khoa ra trường có việc làm chiếm từ 85 đến 90% trong năm đầu tốt nghiệp. Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang là thách thức đòi hỏi sinh viên phải chuẩn bị cho mình tri thức về công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ tốt, kỹ năng mềm thành thạo và kinh nghiệm làm việc thực tế để bước vào sân chơi toàn cầu hóa. Thì cũng mong muốn các bạn là sẽ cố gắng học tập, trao dồi kiến thức, cập nhật những cái thông tin mới theo những cái xu thế mới. Để các bạn học thêm những cái kỹ năng, những cái yêu cầu mà theo công nghệ 4.0 đang sắp tới sẽ diễn ra. Đó là những cái kỹ năng như là kỹ năng mềm, đó là kỹ năng mà chúng tôi cảm thấy rất là quan trọng. Thứ hai là cái thái độ làm việc để tiếp cận với doanh nghiệp, đứng trước những cái khó khăn thì sinh viên cái thái độ làm việc rất là tốt, giống như là cái tấm lòng, cái đạo đức nghề nghiệp và có cái tác phong vươn lên. Một cái vấn đề, một cái kỹ năng nữa là về tin học. Và cái một cái rất quan trọng trong cái xu thế bộ nhập đó là ngoài sự tham gia của các công ty, các doanh nghiệp ngày càng nhiều trong cái chương trình đào tạo đó, để công ty doanh nghiệp
và nhà trường thực sự đào tạo ra cho xã hội những cái con người mà xã hội cần, công ty cần, doanh nghiệp cần. Và đó chính là cái sản phẩm cao quý nhất của nhà trường. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền công nghiệp mới 4.0, nhiều trường học trên cả nước đã và đang đổi mới toàn diện như đầu tư phát triển cơ sở vật chất, xây dựng trung tâm phát triển công nghệ, trung tâm đào tạo, trung tâm nghiên cứu, cơ sở sản xuất ứng dụng thực nghiệm, tạo môi trường hiện đại thuận lợi cho việc nghiên cứu và hoàn thiện các sản phẩm công nghệ mới theo mô hình giáo dục 4.0, gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp. Đây cũng là thách thức đang đặt ra đối với khoa cơ khí công nghệ nói riêng và Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nói chung trong giai đoạn hiện nay. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.